trường cao bay lên nào. Đó, đông ơi là đông luôn ta. Để bây giờ các bạn bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Chị Thu Thu thử đố các bạn nha. Đố các bạn đó là ở trong City World, cái khu vực nào mà có rất là nhiều banh đủ màu, bắt đầu tù một nửa là nằm ở đâu vậy ta? Ở đâu? À, nó tên là gì vậy? Tên là gì vậy? Đúng rồi, là nhà banh. Vậy á, cái khu vực nào á mà chỉ toàn là áo đầm nè, bức tên đa ti nè, với lại các bạn nữ rất là thích chơi nha. Nó nằm ở đâu thì không tôi quên mất tiêu rồi. Ở đâu, ở đâu? Ủa, các bạn nhỏ rất là giỏi luôn nha. Và ngày hôm nay á, các bạn nhỏ đã đến đi qua chơi rất vui rồi đúng không? Và ít phút nữa thì ngay tại khu vực sân khấu chúng ta sẽ còn có một chương trình hấp dẫn hơn nữa đó. Và chị Thu Thu đến đây không phải đến một mình đâu. Chị Thu Thu là dẫn theo nhiều anh chị dễ thương lắm kìa. Các bạn nhỏ có muốn gặp những anh chị đó không? Và chúng ta hãy cùng nhau chơi thật lớn nè. Các anh chị ơi, ra đây chơi vì những anh chị đã xuất hiện nha. 1, 2, 3. Các anh chị ơi, ra đây chơi. Đâu rồi? Đây là ai các bạn biết không? Đây là ai? Đúng rồi, chính là anh người vui vẻ. Ủa, đây vui vẻ như có mình nè. Đó, mọi người còn lại đâu rồi? À, chào chị Phương Phê nha. Các bạn nhỏ cho các anh chị này một tràng vỗ tay thật to để quen với nhau nha. À, bây giờ mới xuất hiện đầy đủ đội hình này nha. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ đã sẵn sàng tham gia chương trình ngày hôm nay chưa? Nhỏ quá, không bé năng lượng gì hết á. Các bạn sẵn sàng chưa? Nhưng mà để bắt đầu chương trình á, là chị Phương Phê có một câu hỏi dành cho tất cả các bạn nhỏ nè. Câu hỏi này nó hơi khó một chút xíu, nên chị Thu Thu không biết các bạn trả lời được không nữa. Các bạn có tự tin là trả lời được không? Đúng không? Được gì mà nhỏ xíu rồi, các bạn bên đây tự tin không? Các bạn bên đây tự tin ghê chưa? Rồi, chị Thu Thu đố các bạn nha. Đố các bạn á, là trong cuộc đời chúng ta sẽ có một cái ngày rất là quan trọng, là cái ngày mà kỷ niệm mình đến với thế giới này nè. Mình sẽ được tổ chức một bữa tiệc với thật nhiều bóng bay và còn được nhận quà của mọi người xung quanh nữa. Ngày đó là ngày gì, các bạn cùng nhau nói to để chị Thu Thu nghe nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng rồi, đó chính là ngày sinh nhật. Vậy á, trong ngày sinh nhật của các bạn nhỏ, các bạn nhỏ muốn được nhận món quà như thế nào vậy? Các bạn nào muốn á, là trong sinh nhật của mình á, là được ba mẹ dẫn đi chơi không? Các bạn nào muốn là cho cao tay lên nào? Wow, đâu có ta. Vậy có bạn nào muốn ba mẹ của mình mua thật nhiều quần áo đẹp không? Câu hỏi này là có rất là nhiều bạn gái thích nha. Vậy có bạn nào muốn được nhận nhiều đồ chơi mới đâu? Các bạn nhỏ có biết đó là tại sao chị Thu Thu lại hỏi các bạn nhỏ những câu hỏi liên quan đến ngày sinh nhật không? Các bạn bên đây biết không? Và chị Thu Thu nói nhỏ các bạn nghe, các bạn đừng có ai nghe hết nha, đúng không? Các bạn biết sao không? Là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đã đến sinh nhật của hành tinh Tilly rồi. Và 40 bạn nhỏ trong biệt đội xưa cùng Tilly là Juno nè, Tega, Vika và Kilo đang rất là gấp rút để chuẩn bị một món quà sinh nhật dành cho hành tinh TV. Chị Thu Thu cũng muốn xem là 40 bạn đó đã làm ra món quà gì quá à. Các bạn có muốn xem không? Hay là bây giờ này đi, chúng ta hãy cùng nhau tổ chức một cuộc thi để xem là trong 40 bạn đó thì người bạn nào sẽ tìm ra được món quà to nhất, đẹp nhất và đặc biệt nhất dành cho hành tinh TV. Các bạn thấy được không? Nhưng mà để tổ chức cuộc thi này á, là chị Su Su sẽ cùng tất cả các bạn nhỏ ở đây giúp chị Su Su làm ban giám khảo nha. Các bạn chịu không? Đó, giờ chúng ta nên lấy tên cuộc thi là gì ta? Để chị Su Su suy nghĩ đã. À, cuộc thi của chúng ta sẽ có tên là món quà tuyệt nhất. Và các bạn nhỏ phía dưới này sẽ là ban giám khảo nha. Ok không? Thôi chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi, thì bây giờ chị Su Su đến 1, 2, 3. Các bạn giơ tay cao lên một cái và nghe thật là to nha. 1, 2, 3. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Vậy thì bây giờ ai trong 4 người bạn nó nên thi đầu tiên ta? Để chị Thu Thu suy nghĩ đã. À, chị Thu Thu nhớ là trong biệt đội xưa Hồng Tây đây á, có một cái bạn mà có một cái màu gà ở trên đầu nè, màu đỏ đỏ.
Bạn ấy có một biệt tài là vẽ tranh rất là đẹp, hát hay mà nhảy cũng đẹp nữa. Các bạn nào nhớ tên bạn ấy là gì không? Không phải tên chú nhà, nhưng ta có một cái tên rất là dễ thương, thần tinh tinh chú Hà nha. Bạn nào biết tên không? Mở to lên chị xuống xuống nghe nào. Các chị, các chị. Đúng rồi, người bạn ấy tên là Pika. Và theo như thiết bị định vị của chị Thu Thu á, là bạn Pika hiện đang ở làng Khao. Các bạn muốn gặp bạn Pika không? Các bạn bên đây muốn gặp bạn Pika không? Vậy chúng ta hãy cùng nhau chơi tên các bạn Pika thật to. 3 lần các bạn Pika xuất hiện nha. 1, 2, 3 Pika! 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 Của Pika siêu ngầu thì phải siêu hay, siêu vui, siêu đặc biệt rồi. Phải không đó? Nhưng mà chị Thu Xuân và các bạn nhỏ ở đây á là chưa thấy món quà của Pika là chưa có tin đâu, đúng không các bạn nhỏ? Đây là Pika cho tụi mình xem món quà đó đi. Được rồi, được rồi. Pika sẽ cho mọi người xem món quà đó ngay bây giờ luôn. Khoan đã, Pika ơi, Pika đang cầm cái gì trên tay là màu xanh xanh nhở? À, đây là cái đèn của Pika. Pika chuẩn bị nó cho món quà tuyệt nhất của mình đó. À, thì ra là vậy. Vậy Pika nhanh nhanh lấy món quà đó ra đi nè. No, chưa được. Pika phải gọi cho biên đội xin một tin đi đã. Ủa mấy bạn ơi, cái việc mà Pika cho tụi mình xem món quà của Pika á, với lại cái việc đi gọi điện cho biên đội xin một tin đi, có liên quan đến nhau không? À, đâu có liên quan đến nhau đâu. Pika ơi, Pika cho tụi mình xem món quà đó trước đi, rồi Pika đi gọi điện sau. Một lát nữa thôi, chị Susu và các bạn nhỏ sẽ biết liền mà. Hello, mình là Pika đây. Các cậu mau tập trung tại làng Khao nhé. Mình có việc quan trọng cần đến sự trợ giúp của tất cả các cậu. Tụi mình đến rồi đây. Chị Susu và các bạn nhỏ có tập trung đến ở làng Khao kìa. Cậu tính làm gì mà tập trung nhiều người vậy Pika? Pika tự là nhiều, Pika gọi hết tất cả các bạn cho biệt đội xuân hôm nay đến đây đó. Vì mình cần mọi người giúp mình hoàn thành món quà tuyệt nhất đó. Món quà là gì? Pika cần đến nhiều sự giúp đỡ dữ vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một màn biểu diễn bùng nổ. Màn biểu diễn bùng nổ hả? Là cái gì? Là cái gì vậy? Là gì vậy? Nếu các cậu muốn biết thì các bạn nhỏ ơi. Các bạn nhỏ à. Nhỏ quá. Pika không nghe thấy gì hết trơn á. Lại nè. Các bạn nhỏ ơi. Các bạn nhỏ à. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng tham gia vào màn biểu diễn bùng nổ của Pika chưa nào? Giờ mình cùng đứng lên và nhảy lên đây nào. Các bạn ơi, mình cùng nhau đứng lên nhảy và tiếp tục của các bạn Pika nha. Nhảy đi.
Cũng chính là phần thi của bạn Mika dành cho một